Smilina, nàng thơ lọt mắt xanh ông trùm SM Entertainment được Mỹ Linh yêu ái, ẵm loạt thành tích đáng nể. Từng may mắn lọt vào mắt xanh của công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment, nhưng Smilina quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Cô nàng cũng là một trong những gà con của diva Mỹ Linh. Là một gương mặt mới toanh trên thị trường âm nhạc Việt, Smilina, tên thật Trương Minh Tuyết Anh, sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành truyền thông marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Smilina không lựa chọn đi theo con đường quen thuộc, thay vào đó cô thử thách bản thân với phong cách âm nhạc mới lạ, cá tính và may mắn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nói về cơ duyên đến với âm nhạc và nghệ thuật, Smilina chia sẻ, tôi may mắn được tiếp xúc với môi trường âm nhạc và nghệ thuật từ rất sớm. Khi mới 5 tuổi, tôi được gia đình tạo điều kiện cho đi học hát, múa ở nhà văn hóa gần nhà. Chính bố là người truyền cho tôi cảm hứng mãnh liệt về âm nhạc. Nếu không có bố và gia đình luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ thì sẽ không có một Tuyết Anh tự tin, dám sống đúng với đam mê như hiện tại. Ban đầu, bố của Smilina rất lo lắng và mong muốn con gái trở thành giáo viên tiếng Anh hoặc tìm kiếm công việc ổn định. Nhưng thấy được sự nghiêm túc với đam mê và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, gia đình của nữ sinh báo chí đã đồng ý để cô tự do theo đuổi ước mơ. Thế nhưng, động lực to lớn giúp cô nàng theo đuổi ước mơ là niềm đam mê âm nhạc đến từ chính cô, chứ không có bất kỳ tác động bên ngoài. Những lúc khó khăn và có ý định bỏ cuộc, Smilina là người tự vực dậy bản thân và nghĩ về lý do bắt đầu và những thứ mình sẽ đạt được trong tương lai nếu kiên trì theo đuổi nó. Trước khi chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, Smilina có đến 5 năm theo học thanh nhạc chuyên nghiệp cùng ca sĩ Mỹ Linh. Ngoài ra, cô gái sinh năm 2003 còn tự tìm hiểu thêm về kiến thức nhạc lý, học chơi đàn piano và tập luyện kỹ năng sáng tác âm nhạc. Thông qua những tiết học về thanh nhạc của cô Mỹ Linh, tôi thực sự có được góc nhìn sâu sắc và thú vị hơn về ngành âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, tôi cảm thấy trân trọng nghề ca hát hơn và mong muốn trở thành một người nghệ sĩ thực thụ giống như các vị tiền bối, Smilina bộc bạch. Trước đó, Smilina từng là một trong những gương mặt sáng giá từng được SM Entertainment giữ lại sau vòng 1 buổi tuyển chọn tìm kiếm nhân tài toàn cầu vào tháng 8 năm 2023. Trước đó, Smilina từng được biết tới qua video tập hát cùng cô giáo Mỹ Linh. Lúc đó, cô nàng chỉ mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc cùng tư duy xử lý bài hát thông minh. Khác biệt, Smilina đã dần chứng tỏ được thực lực của bản thân và được công chúng đón nhận. Theo học ngành truyền thông marketing nhưng đang đi theo con đường nghệ thuật ca hát, Smilina không cho rằng đang học trái nghề vì các hoạt động nghệ thuật giải trí luôn gắn liền với báo chí, truyền thông. Mặc dù ngành học khác so với làm truyền thông sản phẩm âm nhạc nhưng việc học trên trường đã cung cấp cho cô một nền tảng vững chắc và những kiến thức cơ bản về truyền thông. Một số bộ môn nhất định trên trường cũng giúp ích trong quá trình Smilina làm dự án ra mắt và xây dựng thương hiệu. Với màn chào sân âm nhạc lần này, nữ ca sĩ 10X cho biết khi ra bài pre-debut Beautiful, Smilina đã gặp nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến khả năng thanh nhạc. Cô nàng tâm sự, mình khá bất ngờ và buồn, mình đã học thanh nhạc 5 năm nên cũng tự tin vào việc ca hát. Ngoài ra, mình muốn xây dựng hình tượng cho mình là ca sĩ có thực lực. Sau khi suy nghĩ lại, mình nhận thấy vấn đề nằm nhiều hơn ở cách viết và cách xử lý bài hát kén người nghe. Từ đó, mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm về cách xử lý, cách sáng tác và chọn bài để làm tốt hơn trong dự án Giấc mơ của em. Smilina đón nhận và học hỏi những đánh giá, góp ý chân thành của mọi người, công việc và tinh thần của mình đến giờ mới tạm thời không bị tác động nhiều từ những bình luận trên mạng xã hội. Được biết, Smilina dành trọn sự tâm huyết khi tham gia hầu hết trong mọi khâu sản xuất từ sáng tác, dựng bè hay lên ý tưởng MV, trang phục. Đặc biệt hơn, bài hát này có sự kết hợp sáng tác với nhạc sĩ Mikey Shilott, người từng hợp tác với các ngôi sao quốc tế như Britney Spears, Calvin Harris, Dua Lipa, hỗ trợ Smilina viết giai điệu cho phân đoạn hip hop của bài. Nhắc về màn hợp tác đặc biệt cùng nhạc sĩ nổi tiếng Mikey Shilott, Smilina tiết lộ, thông qua một người quen trong ekip thực hiện dự án, tôi có cơ hội biết đến Mikey Shilott và các sản phẩm cô ấy từng viết cho Britney Spears, Calvin Harris, Dua Lipa. Thời điểm đó, tôi muốn thử viết một đoạn rap nhưng không ưng ý và bị ý tưởng. May mắn, được nghe bản viết nháp của Mikey, tôi lập tức tìm cách liên lạc hợp tác và tiến hành phổ lời Việt lên đoạn nhạc. Không phải vì tôi có gì quá ghê gớm mà chỉ may mắn gặp được đúng người, đúng thời điểm nên màn kết hợp mới được ra đời nhanh gọn như thế. Bài hát debut Giấc mơ của em đạt top 1 iTunes Việt Nam Hip Hop Rap chưa đầy 4 giờ đầu ra mắt. Là một nghệ sĩ mới, cô nàng rất vui và trân trọng thành tích nhạc số đầu tiên này. Đây là ca khúc Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại mang phong cách âm nhạc mix pop, kết hợp giữa hai thể loại ballad và hip hop. Trước đó, Smilina từng ra mắt bài hát pre-debut Beautiful và nhờ dự án đó, cô đã vinh dự trở thành gương mặt đại diện của playlist Fred Five Việt Nam trên Spotify. Smilina luôn trăn trở về việc làm thế nào để theo đuổi nghệ thuật. Cô chia sẻ bản thân không biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì và làm như thế nào để trở thành ca sĩ. Liệu mình nên thi vào trường nghệ thuật hay đầu quân trong một công ty giải trí hay là thử sức trong một cuộc thi âm nhạc. Cách thức theo đuổi nghệ thuật nó rất vô biên và không phải cứ muốn làm gì là cũng làm được ngay. Cuối cùng, mình lại may mắn tìm được những người bạn, anh chị cùng đồng hành và team up với nhau thực hiện dự án debut, cô chia sẻ thêm. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Smilina cho biết, tôi mong rằng bản thân có thể ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc với phong cách mới lạ và được khán giả đón nhận. Còn về tầm nhìn xa hơn, tôi hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi nghệ thuật, giúp các bạn ấy phát triển tài năng và đưa ra những định hướng rõ ràng để không còn bị mông lung trên con đường này nữa.